Xin chào các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Ở tiết trước các em đã học xong bài số 1 nhà ở đối với con người. Và sau đây cô có 3 câu hỏi để kiểm tra bài cũ của các em. Câu hỏi đầu tiên, đánh dấu stick vào các ô dưới đây tương ứng với khu vực có trong nhà ở. Những khu vực tương ứng có trong nhà ở đó chính là nơi cất giữ đồ dùng dạy học, nơi ngủ nghỉ, nơi nấu ăn, nơi sinh hoạt chung của gia đình, nơi tắm giặt, vệ sinh, nơi phơi quần áo, trồng cây, nơi để xe. Đến với câu hỏi thứ hai, thân nhà có những bộ phận chính nào? A. Gồm cột nhà, tường nhà, sàn nhà, mái nhà. B. Gồm cột nhà, tường nhà, sàn nhà, dầm nhà. C. Gồm cột nhà, tường nhà, sàn nhà, móng nhà. D. Gồm cột nhà, móng nhà, mái nhà, dầm nhà. Theo em đáp án nào sau đây là đúng? Như các em đã thấy thì đáp án đúng đó là câu B, gồm cột nhà, tường nhà, sàn nhà và dầm nhà. Đến với câu thứ ba, chọn đáp án đúng về quy trình trộn bê tông. A. Cát kết hợp với sỏi và nước sẽ ra bê tông. B. Cát kết hợp với xi măng và đá sẽ ra bê tông. C. Cát kết hợp với xi măng, sỏi, đá và nước sẽ ra bê tông. D. Cát kết hợp với xi măng, gỗ và nước sẽ ra bê tông. Theo em đáp án nào đúng? Như các em có thể thấy thì đáp án đúng sẽ là đáp án C. Cát kết hợp với xi măng, kết hợp với sỏi hoặc đá và nước sẽ ra được bê tông. Theo em, vì sao người bố nói tiết kiệm điện là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đấy con? Để hiểu rõ hơn vấn đề mà người bố nói với người con thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài số 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình, tiết 1. Trước dành cho các em. Kể tên các nguồn năng lượng mà em biết. Các em hãy ghi đáp án vào tập. Đây là những nguồn năng lượng mà các em hay bắt gặp nhất trong đời sống hiện nay. Năng lượng đầu tiên đó là năng lượng từ mặt trời. Trong năng lượng mặt trời chúng ta có năng lượng chiếu sáng, năng lượng sưởi ấm, năng lượng làm khô, năng lượng đun nấu, năng lượng phát điện, năng lượng giúp cây quang hợp, năng lượng tạo pin. Đây là thủy điện Đắc Mi 4 giúp chúng ta tạo ra nguồn điện sử dụng trong gia đình. Tiếp đến là tua bin gió cũng giúp chúng ta tạo ra nguồn điện năng. Năng lượng cuối cùng đó là năng lượng chất đốt như than, củi, dầu, bếp ga.
Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà. Các em có thể quan sát 6 hình trên đây và kể tên các hoạt động đang diễn ra trong hình. Đối với hình A là một người phụ nữ đang là đồ. Là đồ có tên gọi khác là ủi đồ. Hình B, một người phụ nữ đang nấu ăn. Hình C, một cậu bé đang học bài. Hình D, một phụ nữ đang nấu ăn bằng củi. Hình E, một người đàn ông đang làm việc trên máy tính. Hình F, là đang phơi đồ. Từ 6 hình trên, em hãy cho cô biết những nguồn năng lượng nào được sử dụng để thực hiện các hoạt động hàng ngày này. Như cô đã nói ở phần trước, thì năng lượng chúng ta sẽ gồm 3 phần năng lượng chủ yếu, đó là năng lượng điện, được sản xuất nhờ các nhà máy thủy điện và từ tua bin gió. Năng lượng thứ hai đó là năng lượng chất đốt. Năng lượng thứ ba là năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Đối với năng lượng điện thì sẽ tương ứng với hình nào trong 6 hình trên? Đó chính là hình A, ủi đồ. Khi chúng ta muốn ủi đồ thì chúng ta cần phải cắm bàn là bàn ủi vào ổ điện thì chúng ta mới bắt đầu ủi đồ được. Thì đây là nguồn năng lượng sử dụng điện trong nhà ở. Tiếp theo, làm việc trên máy tính. Để máy tính luôn luôn đầy pin thì chúng ta sẽ cắm dây sạc của máy tính liên kết với ổ điện. Do đó nó thuộc nguồn năng lượng điện. Đối với nguồn năng lượng chất đốt, nó sẽ tương ứng với hình B, nấu ăn sử dụng bằng ga. Hình C, học bài dưới ngọn đèn. Hình D, nấu ăn bằng củi. Tương tự đó, năng lượng mặt trời, năng lượng gió sẽ phù hợp với hình F, phơi đồ. Tóm lại, các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà. Con người thường sử dụng năng lượng điện, năng lượng chất đốt trong các hoạt động diễn ra hàng ngày. Tương tự đó, ngoài việc sử dụng năng lượng điện, năng lượng chất đốt, thì con người chúng ta còn sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió để chiếu sáng, phơi đồ, hoặc tạo ra điện dùng để vận hành các đồ dùng điện trong gia đình. Để có được những nguồn điện sử dụng trong nhà ở ngoài hệ thống thủy điện, một phần năng lượng điện năng được sản xuất từ đâu? Và đó là các dạng năng lượng tái tạo hay không tái tạo. Năng lượng tái tạo có tên gọi khác là năng lượng tái sinh, là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người đó là vô hạn, như năng lượng mặt trời. Còn đối với năng lượng không tái tạo có nghĩa là không thể tái tạo được, và nếu có thể tái tạo lại thì tốc độ tái tạo lại cũng rất lâu, khiến con người không thể sử dụng lại nguồn điện đó được. Và đây, một phần năng lượng điện được sản xuất từ than, dầu mỏ, khí đốt để sản xuất ra điện năng mà chúng ta tiêu thụ. Và đó là các dạng điện năng không tái tạo được. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 2, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý do cần sử dụng tiết kiệm năng lượng.
các em hãy quan sát hình và hoàn thành phiếu học tập số 1. Đối với hình 1, chúng ta có thể thấy là đang sản xuất nguồn năng lượng. Chúng ta có thể sản xuất nguồn năng lượng từ than, từ dầu mỏ và từ nhà máy nhiệt điện. Hình 2, chúng ta sẽ thấy đang sử dụng nguồn năng lượng cho việc nấu bằng củi, nấu bằng than. Trong phiếu học tập số 1 sẽ gồm hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết gây tác động như thế nào đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đến sản xuất điện? Ảnh hưởng gì đến gia đình em? Câu hỏi thứ hai, sử dụng chất đốt để sản xuất và đun nấu gây ảnh hưởng như thế nào đến với môi trường sống? Các em hãy ghi câu trả lời vào tập. Đối với câu hỏi số 1, việc sử dụng điện năng vượt quá mức cần thiết gây tác động như thế nào đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đến sản xuất điện? Đó chính là việc sử dụng nguồn năng lượng điện hoặc chất đốt quá mức cần thiết có thể thúc đẩy việc gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nhưng các em lưu ý, tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, vô hạn. Do đó, việc chúng ta khai thác quá mức sẽ khiến tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt. Khi đó thì ảnh hưởng gì đến gia đình em? Nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình là tăng chi phí điện trong gia đình em. Đối với câu hỏi thứ hai, sử dụng chất đốt để sản xuất và đun nấu gây ảnh hưởng như thế nào đến với môi trường sống? Đáp án đó chính là việc chúng ta đốt than để sản xuất điện hay còn gọi là nhiệt điện và việc chúng ta đốt than để dùng trong đun nấu sinh ra nhiều loại khí độc như CO2 và chất làm ô nhiễm môi trường, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do đó, lý do cần sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng. Chúng ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Sau đây, cô sẽ có các câu hỏi luyện tập dành cho các em. Đối với câu hỏi thứ nhất, em hãy cho biết nguồn năng lượng nào được sử dụng để duy trì hoạt động cho các đồ dùng thiết bị sau. A. Máy tính cầm tay. Theo em, nguồn năng lượng chủ yếu là nguồn năng lượng nào? Đó chính là dùng pin. B. Bật lửa. Nguồn năng lượng sử dụng cho bật lửa đó chính là dùng ga. C. Nguồn năng lượng dùng cho quạt bàn đó chính là dùng điện. D. Nguồn năng lượng dùng cho đèn pin đó chính là dùng pin. E. Nguồn năng lượng sử dụng cho bếp cồn đó chính là chất đốt. F. Nguồn năng lượng sử dụng cho tủ lạnh đó chính là dùng điện. Đến với câu hỏi số 2. Các em hãy viết chữ D vào sau câu phát biểu em cho là đúng và chữ S vào sau câu phát biểu em cho là sai. Đến với phát biểu A, các chất đốt như than, củi, dầu, trấu, mạt cưa sinh ra khí carbonic hay còn gọi là khí CO2, làm ô nhiễm môi trường, theo em là đúng hay sai? Đáp án chính là đúng.
đến với phát biểu B, dầu mỏ và than đá là nguồn nguyên liệu không bao giờ cạn, dùng để sản xuất điện hay còn gọi là nhiệt điện, theo em là đúng hay sai? Khi chúng ta lạm dụng việc khai thác dầu mỏ và than đá quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng nguồn nguyên liệu của chúng ta cạn kiệt và hết dần. Do đó đáp án của câu này chính là sai. Đến với phát biểu C, việc đốt cây rừng làm củi nấu thay thế cho ga và điện sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, theo em là đúng hay sai? Khi mà chúng ta lạm dụng chặt phá và đốt rừng cây sẽ ảnh hưởng đến việc gây lũ lụt. Do đó đáp án của câu này sẽ là sai. Đến với phát biểu D, sử dụng lãng phí năng lượng góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, theo em là đúng hay sai? Đáp án chính là đúng. Câu E, việc gia tăng khí thải carbonic là một trong những nguyên nhân gây ra hạn hán lũ lụt, theo em là đúng hay sai? Đáp án chính là đúng. Tương tự đó, đối với bài tập vận dụng, các em hãy kể về nhà, các em học bài 2 và xem tiếp bài 2 phần 2.2 và 2.3 trong sách giáo khoa trang 16 và 17 và làm câu hỏi bài tập về nhà. Cô xin chào. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.